Hôm nay quả là một ngày mưa gió mọi người ạ. Nhưng mà nhà quá đẹp nên cần phải đi khảo sát và thực tế cho mọi người nè. Nhà mới vừa hoàn thiện mọi người ạ, rất là đẹp luôn. Khu dân cư hiện hữu. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Tường chuyên về bất động sản ở phía Nam của Sài Gòn nha. Mọi người hãy like, đăng ký kênh để ủng hộ Tường nha. Mọi người có nhu cầu mua bán, ký gửi hoặc là vay vốn của ngân hàng hoặc là các thủ tục về liên quan đến nhà đó, hãy liên hệ với Tường luôn nha. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một căn nhà hẻm xe hơi, nhà mới xây rất là đẹp mọi người ạ. Rất là cao nữa, ở quận 7. Bây giờ mình sẽ cùng với mọi người đi tham quan và khám phá cái căn nhà này nha mọi người. Đi thôi. Mình đang tiến lại cái căn nhà nha mọi người. Đây, nguyên một dãy nhà cao tầng rất là đẹp luôn. Ở phía bên trái đây thì có 4 căn và ở phía bên phải cũng có 4 căn luôn mọi người ạ. Xây đồng bộ như nhau. Ở đây là khu dân cư rất là cao cấp và an ninh và yên tĩnh đó mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong nha. Căn của gia chủ sẽ là cái căn đầu tiên. Bây giờ ở bên ngoài mọi người thấy đó, sử dụng kính nhôm Sifa nè. Ở phía trên có thêm một cái lớp cửa cuốn nữa nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi vào bên trong phòng khách để khám phá. Mọi người thấy rồi đó, đây là phía trước sân cái khoảng đường của mình nè, đường xe hơi đó mọi người. Rất là rộng rãi luôn nha. Đây là cái khoảng phòng khách. Và cái căn nhà này thì được thiết kế là một trệt một lửng và hai lầu đó mọi người. Đây là vị trí lửng ở trên nè mọi người. Và đây là cái khoảng phòng khách, nhưng mà cũng được thiết kế để làm cái ra để xe hơi cũng được nữa nha mọi người. Thì đứng từ vị trí đây thì ở ngoài mình có thể ghe cái chiếc xe hơi của mình vào ở trong nhà mà không có vướng bận cái gì hết trơn á, tại vì cái diện tích của căn nhà này chiều ngang tới tận 4,5 m lần đó mọi người ạ. Thì mình mở bốn cái cánh cửa ra là nó rộng thênh thang luôn, để cho mình thoải mái xe ra vào nha mọi người. Nếu như mà gia đình nó mà chưa có hoặc là không có sử dụng xe hơi thì mình để đây là vị trí của phòng khách, thay vì mình đưa phòng khách lên tầng lửng nha mọi người. Giống như cái gia chủ hiện giờ đang sử dụng là vị trí ở phía trên này đó, là mình làm cái phòng khách luôn. Xe máy thì mình đậu ở cái khu vực phía bên trái đây là rất là tiện dụng nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ đi vào bên trong nhà bếp nè. Mọi người thấy rồi đó, được trồng một cái cây trầu bà rất là lớn, cái tán lá rộng ơi là rộng, sẽ làm cho cái nhà mình thêm cái sự nổi bật nữa đó mọi người ạ. Và có thiên nhiên ở trong giữa trong căn nhà luôn. Và đây chính là phòng bếp. Bếp cũng được trang trí rất là đẹp. Ở trên có một cái đèn chùm xả xuống và cái trần cũng rất là đẹp nữa nè mọi người. Trần rất là đẹp nha. Sử dụng trần thạch cao đó mọi người ạ. Hoa văn. Và đây là cái khoảng bếp nè. Bếp cũng được sử dụng chạy dài rất là rộng và có một cái tủ treo màu trắng nè mọi người, cũng khá là đẹp nữa. Ở phía bên tay trái đây thì được gia chủ sử dụng một cái bộ ghế bàn ăn. Bàn ăn này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái ghế. 8 ghế mọi người ạ. Rất là đẹp, rất là sang trọng. Và ở phía sau cái bếp đây chính là, mọi người biết gì không? Vị trí này đó chính là cái khoảng giếng trời đó mọi người, ở phía sau á, để lấy cái gió với lại ánh sáng ở phía trên mình sử dụng xuống á, mình lấy ở trên xuống đó mọi người. Và ở phía tường á thì cũng được gia chủ phủ một lớp cỏ giả, sẽ làm cho cái dịu cái con mắt của mình khi mà mình bước vào trong cái căn nhà có thêm một cái những cái khoảng màu xanh đó mọi người, mình cũng dễ chịu nữa khi mà đi làm về hay gì đó mọi người. Bây giờ tiếp theo thì mình sẽ đi lên cầu thang nha. Thì ở khoảng đây đó chính là nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt nè. Đây nhà vệ sinh ở tầng trệt đây mọi người ạ. À, nhỏ gọn thôi à, tại vì ở trong mỗi phòng là đều có nhà vệ sinh riêng hết trơn rồi, nên ở tầng trệt thì không có làm nhà vệ sinh rộng nha. Và đây là cái vị trí mà mình sẽ đi lên trên cầu thang. Và vị trí cầu thang cũng được sử dụng tay nắm bằng gỗ rất là bự luôn.
một một cái nắm của mình mà không có hết cái tay nắm luôn nè mọi người, rất là cứng và kiên cố. Sử dụng bảo vệ là kính cường lực nè mọi người, và cái ốp cầu thang cũng sử dụng cái nền đen và ốp trắng sẽ tạo cho cái điểm nhấn cho căn nhà nữa mọi người ạ. Và mình đã đi tới trên tầng lửng, mình sẽ quẹo bên phải trước nha. Bên phải đây đó chính là cái khoảng sân chơi dành cho những trẻ em ở trong nhà, hoặc là cái khu vực này mình cũng có thể làm một cái phòng karaoke cũng thoải mái lắm á mọi người ạ. Giờ phía sau có cái kính nè, kính cường lực, và lấy cái gió ở phía cái giếng trời nữa nha. Và tiếp theo đó mọi người, đó chính là cái khoảng lửng ở phía trước. Thì ở lửng đây á, thì nếu như nhà mình có xe hơi á, thì mình có thể đưa cái phòng khách lên trên cái lửng này, nó rất là đẹp, tại vì ở trên nó có thêm cái đèn chùm đẹp lắm mọi người. Mọi người thấy đó, cái đèn rất là đẹp nha, ốp trên sát trần luôn. Tại vì mình cái lửng á, nên không có làm cái dạng đèn xả xuống dài thì nó sẽ đi nó sẽ bị đụng nha. Cái khoảng này là cái khoảng phòng khách, nếu như mà mình có sử dụng xe hơi ở phía dưới thì mình không làm phòng khách được, thì mình làm phòng khách ở trên cái khu vực lửng ở phía trước nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ đi lên khám phá ở lầu 1 là phòng ngủ mọi người ạ. Phía đó chính là tầng lửng của mình đó mọi người, và đây chính là vị trí của lầu 1 nè. Lầu 1 có khi hai bên đó chính là hai cái phòng. Mình sẽ khám phá phòng nào trước đây? Mình quẹo phải trước đi nha. Cửa thì cũng được sử dụng cửa màu trắng nè mọi người, gia chủ yêu thích cái sự màu trắng lắm. Đây, cái cửa. Mình sẽ đi vô khám phá cái phòng nha. Phòng có khi cũng được sử dụng sàn gỗ luôn mọi người ạ. Rất là đẹp. Và có một cái nhà vệ sinh ở trong phòng luôn. Đây, nhà vệ sinh ở trong phòng rất là thoải mái và riêng tư, và mỗi phòng đều có một cái cửa sổ để nhìn ra bên ở phía bên ngoài á mọi người. Có những cái cây xanh đồ á, gió mát tự nhiên, không có sử dụng máy lạnh cũng được nữa nha mọi người. Tiếp theo á, thì mình sẽ khám phá cái căn phòng ở phía bên ngoài nha mọi người. Đây chính là vị trí của phòng bên ngoài, cũng có một cái nhà vệ sinh ở phía bên tay trái nè. Nhà vệ sinh thì ở trong phòng luôn nên nó cũng rất là thoải mái. Và có một cái bàn trang điểm và một cái giường, và có một cái tủ quần áo nè mọi người. Rất là đẹp. Giường thì cũng được sử dụng giường gỗ luôn á mọi người ạ. Mình chỉ cần về cái là để cái nệm vào cái là mình sử dụng được rồi đó mọi người. Rất là thuận tiện. Và ở trên có một cái máy lạnh luôn nên về là khỏi cần lắp máy lạnh nữa nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ đi lên trên tầng trên, đó chính là tầng 2, và có cái sân thượng ở trên nữa nha mọi người. Mình đã gần đi tới tầng 2 rồi. Thì ở trên tầng 2, trên cái mái ngói á, thì nó có một cái gọi là ánh sáng nè mọi người. Cái khu vực đó là mình lấy cái ánh sáng gọi là giếng trời đó mọi người ạ. Và ở phía trên nó thì cũng có sử dụng một cái bồn nước 1.000 lít nữa đó mọi người, để cung cấp cho cái hệ thống nước trong gia đình mình sử dụng. Và ở phía trên đây á, thì cũng chia ra làm được hai phòng hai bên. Thì mình sẽ đi qua bên phòng bên tay phải trước. Đây là vị trí ở tầng 2, và căn phòng này mình gọi là căn phòng thứ ba nha mọi người. Đây mình mới mở đèn lên rồi. Đèn thì cũng được sử dụng rất là nhiều luôn mọi người ạ. À, sàn thì cũng được ốp gỗ hoàn toàn luôn, mỗi phòng là đều ốp sàn gỗ hết. Nó mùa đông á, thì mình không có sợ bị lạnh chân, và mùa hè thì cũng không có bị nóng đâu mọi người ạ. À, ở phía sau thì có mấy bụi dừa nước nữa nè, rất là đẹp luôn mọi người. Xa xa kia là những cái căn chung cư, mình mở cửa ra thì gió rất là mát luôn nha. Để mở thử cho mọi người xem. Đây, mở ra gió nhiều lắm, mở cửa ra là gió nó vô nhà liền à. Và trong phòng thì cũng có một cái nhà vệ sinh luôn mọi người ạ. À, rất là thuận tiện và rộng rãi, nói chung cũng vừa với căn phòng chứ không có nhỏ đâu nha mọi người. Sử dụng trang thiết bị thì cao cấp không à, tường thì cũng được gia chủ ốp toàn bộ, rất là sạch và đẹp nha mọi người.
Bây giờ thì mình sẽ đi qua bên cái căn phòng phía bên ngoài, cũng là căn phòng thứ tư. Nhà này gia chủ sử dụng cửa trắng hết luôn mọi người ạ. Rất là đẹp mọi người. Mọi người thấy quá hoàn hảo. Đây chính là vị trí của căn phòng thứ tư. Phòng này thì mình bước vô thì thấy không có nhà vệ sinh. Thì ở đây thì cũng có thể sử dụng làm phòng thờ, hoặc là mình có thể làm phòng ngủ cũng được, nếu như nhà mình không có thờ gì hết nha mọi người. Cũng được ốp sàn gỗ luôn, rất là đẹp. Và có dán tường những cái chậu bông nè, có đi sẵn những cái đường ống máy lạnh hết trơn luôn, nên mình không có cần phải đục khoét tường cho nó tốn công nha mọi người. Và ở phía bên ngoài thì có cửa sổ và có một cái cửa lớn, thì đi ra đó chính là vị trí của sân thượng. Sân thượng đây thì mình phơi đồ ngoài đây nè mọi người, phơi đồ, phơi đạc hoặc là trồng cây kiểng đồ á. Đây có vị trí của khu vực để máy giặt nha mọi người. Nếu như mà mình để máy giặt ở vị trí trên này á thì mọi người phải làm thêm cái máy che ở trên nữa nha, để không thôi cái lọ cái khoảng này nè là bị mưa nó tạt vô cái máy giặt á là nó sẽ mau hư cái máy giặt của mình á. Và đây là cái vị trí ở phía dưới nè mọi người, mình quay một vòng cho mọi người xem nha. Ở phía bên kia nè cũng có mấy căn nhà đang xây nữa, nhà xây hoàn thiện hết trơn rồi. Và ở ngoài kia đó chính là mặt tiền đường Huỳnh Tấn Phát đó mọi người thấy không, đó là đường Huỳnh Tấn Phát. Quẹo vô trong cái đường này thực sự là rất là gần luôn, khoảng vài chục mét là tới cái nhà rồi, chứ không có vô sâu. Đường hẻm xe hơi rất là sạch sẽ, được chám nhựa luôn nè mọi người. Mọi người thấy sạch đẹp không, xe hơi đi thoải mái luôn mọi người ạ. Nhà cũng được đồng bộ hết mọi người. Ở đây là được xây 3 lầu, sân thượng ở trên nữa nha mọi người. Mọi người yên tâm về mặt pháp lý, giấy tờ nha. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại với cái căn nhà và mình sẽ nói về cái phần thông tin và pháp lý của căn nhà này để cho mọi người được biết nha. Mình đã cùng với mọi người đi dạo quanh cái căn nhà rồi đó, mọi người thấy cái căn nhà này như thế nào. Mình bây giờ sẽ nói về cái phần quan trọng nhất của cái căn nhà này để cho mọi người được nắm nha. Đó chính là thứ nhất là mặt vị trí. Cái căn nhà này là ở hẻm 1656 đường Huỳnh Tấn Phát nha mọi người. Và thứ hai đó chính là về mặt diện tích của căn nhà này là ngang là 4m3 và chiều dài là 12m nha mọi người. Và cái kết cấu của căn nhà này đó chính là gồm một trệt, một lửng và hai lầu, có một cái sân thượng nha mọi người. Có 3 phòng ngủ và một phòng thờ. Phòng thờ thì mình cũng có thể tích hợp để làm phòng ngủ luôn, là thành 4 phòng ngủ nha mọi người, nếu như nhà mình không có thờ gì hết trơn nha. Thì về mặt nhà vệ sinh thì mỗi phòng đều có một cái nhà vệ sinh riêng biệt hết, nên mọi người yên tâm nha. Tiếp theo đó chính là về mặt pháp lý. Vì căn nhà này sổ hồng riêng và hoàn công đầy đủ, một trệt, một lửng, hai lầu luôn nha mọi người, nên mọi người yên tâm hoàn toàn và yên tâm tuyệt đối luôn nha. Về cái phần quan trọng nhất đó chính là cái giá. Giá của căn nhà này là 6 tỷ 100 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha mọi người. Thì nếu như mà quý anh chị nào có cái nhu cầu mà đi đến xem cái căn nhà này thì hãy liên hệ trực tiếp với Tường nha. Mình sẽ dẫn mọi người đến xem và thương lượng giá trực tiếp với chủ nhà luôn nha. Thì phần video đây mình cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like nè, đăng ký kênh để ủng hộ Tường và cập nhật thêm nhiều cái căn nhà mà Tường mang đến cho mọi người nữa nha. Và chào tạm biệt mọi người ở video này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người.